Ngày 19 tháng 3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các cơ quan liên quan công bố hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế đối với 2 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc được cách ly tại trường quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. 6 người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19, tuy nhiên những người này bị xử phạt hành chính và 4 người Trung Quốc bị buộc xuất cảnh về nước. 4 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính về các hành vi đi lại qua biên giới giữa hai nước mà không làm các thủ tục xuất cảnh theo quy định, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu. Trước đó, ngày 4 tháng 3, 2 người Việt Nam đã chở 4 người Trung Quốc trên xe ô tô từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Đà Nẵng để trốn dịch COVID-19. Khi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đến khu cách ly tập trung.